đoàn Lô Tô Tân Thời đang make up chuẩn bị cho ngày giỗ tổ nha các bạn. Đầy đủ các thành viên nè. Luna. Em tên gì nè? Em tên Lumi. Lumi hả? Là hay dính chung với Luna đúng không? À. Còn đây là cô gái Thảo Nhi. Hello Thảo Nhi. Ngày giỗ tổ thì cảm xúc sao? Cũng rất là vui, đang hồi hộp không biết tới hôm nay một cái ca nhạc này diễn ra hoành tráng như thế nào. Luna tối nay mang tới tiết mục gì nè? Dạ, tối nay em với Lumi mang tiết mục là mashup nhẫn quà. Sôi động cho mọi người. Okay. Lần đầu tiên đón ngày giỗ tổ với lại bên Sài Gòn Tân Thời đúng không? Cảm xúc sao? Lần đầu tiên đón giỗ tổ và giỗ tổ bằng chén vậy luôn. À. Rồi chúng ta gặp hai cô đào. Hai cô đào gì dạng kinh nghiệm nhất? Hello. Hello. Các bạn xem Nhã Vi trang điểm nha các bạn. Bữa nay em mặc áo xanh cho nên em đánh mắt xanh. Đánh cái này là để tới tối luôn hay sao? Dạ không, chiều chùi ra xong rồi tối mới làm lại. Lần đầu tiên đón giỗ tổ ở một cái sân khấu ở Rubik thì cảm giác sao? Dạ vui lắm, lần đầu tiên luôn á, đó giờ đi hát lần đầu tiên được cúng tổ luôn á, còn mấy đi mấy đồng kia không có cúng. Dạ hả? Tối nay có dự định làm cái tiết mục gì đặc biệt không hay là mình... Tối nay là chương trình giỗ tổ, sẽ hát những bài hát của về tổ về sân khấu. Đây chị Diệp Thanh Thanh nha các bạn. Dạ. Xin chào cả nhà yêu. Chị nói gì với khán giả trong ngày giỗ tổ đi? Hôm nay cũng rất là thật là sung sướng khi hàng năm được cúng giỗ tổ, nhưng mà đặc biệt là ngày hôm nay là giỗ tổ tại số 1 showbiz Nguyễn Du đã đoàn Lô Tô Tân Thời. Cũng rất là phấn khởi khi thích cùng với tất cả các em trong đoàn, ai cũng náo nức, thành viên cũng náo nức để đón được cái ngày lễ giỗ tổ như ngày hôm nay. Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai chứ? Đẹp. Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, quận đúng 9, rồi. Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây mà cả nhà nhà có xem thì cả nhà cũng nhớ đến ủng hộ vì đoàn đã hát ở tại nơi đây hàng tuần một và hàng tháng. Chị mong cả nhà đến ủng hộ cho đoàn với cam. Chị có tâm nguyện gì gửi tới khán giả trong ngày hôm nay cũng như là nhắn nhủ các em trong đoàn của mình trong ngày hôm nay? Thì Thanh cũng muốn gửi đến buổi với tất cả các chị em giống như Thanh hoặc là tất cả các cô chú nghệ sĩ cũng cầu chúc cho tất cả mọi người được có một ngày giỗ tổ hàng năm thật là vui tươi vui vẻ, ai cũng xinh xắn nè, đẹp nè, dễ thương nè, hát hay nè, đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương yêu mến. Và đặc biệt cũng chúc cho với tất cả quý khán giả đi yêu thương hết tất cả các nghệ sĩ như chúng em đây, mà để mà có được một cái đó được một cái ngày thật là trọng đại. Rồi, cảm ơn chị Thanh Thanh. Còn đây là cô gái hay quậy banh sân khấu của chúng ta. Em đây là chị anh Thuận. Hương Hỏa. Trời ơi, Hương Hỏa chào anh.
Vậy biết làm gì luôn, tự nhiên quay. Không biết làm gì luôn hả? Cứ làm bình thường đi. Tới ngày nè, đi không có đồ mượn đồ. Đây là cái đón giỗ tổ lần đầu của em hay sao? Dạ đúng rồi, thật sự là lần đầu luôn, lần đầu của đoàn luôn, tôi tin thờ cũng là lần đầu của em. Cảm thấy là háo hức. Cũng mong là giỗ tổ là các chị em sẽ có thật nhiều sức khỏe. Ai cũng sẽ càng ngày tươi tắn hơn, đẹp đẽ hơn, sôi động, dễ thương và đầy năng lượng như em. Các quý vị, quẩy banh nóc cho em. Cũng nhân dỗ tổ chúc tất cả các mọi người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ được có được nhiều sức khỏe, làm việc để trôi chảy hơn. Năm mới làm việc nó sẽ im xuôi hơn năm rồi, phát triển hơn vậy đó. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Trưởng đoàn Lộ Lộ thì đang còn rất là bận nhiều công việc khác nha các bạn, mà hồi mình gặp sau là sân khấu giỗ tổ của Sài Gòn Tân Thờ. Đó. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là sáng 12 tháng 8 âm lịch, là ngày chính của giỗ tổ ngành sân khấu. Thì cũng giống như những sân khấu khác thì trong Lotus Sài Gòn Tân Thờ cũng chuẩn bị tương tất bằng mà dù đoàn cũng không có phải là khá giả. Anh em chị em còn rất là khó khăn nhưng mà Lộ cũng gắng cố gắng làm những cái lễ vật tương tất nhất có thể trong khả năng của mình để mà tổ nghiệp. Hy vọng là tổ sẽ thương đoàn và gọi là hỗ trợ cho đoàn, phù hộ cho đoàn thật là nhiều show và khán giả sẽ yêu thương nhiều hơn để có nhiều sự kiện chất lượng hơn. Bây giờ ai cũng phải đang tất bật hết trơn một chút xíu nữa mới tới lễ cúng, mọi người sẽ trang điểm bằng hóa trang và lộng lẫy để mà trình diện với tổ. Thì rất mong là khán giả sẽ yêu thương đoàn nhiều hơn để mà có những cái sự kiện tốt hơn. Em cũng không biết nói gì bây giờ, em rất là thật ra là để được như thành quả như bây giờ là một năm vừa rồi là có thể là một năm rất là thành công của đoàn. Các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của Lộ Lộ bây giờ là cũng biết là Lộ Lộ bận cỡ nào này. Các bạn kia đang trang điểm, dạ, Lộ Lộ thì chưa có thời gian. Em không có thời gian để em làm mặt cho nên là em sẽ làm bình thường thôi. Rồi. Cảm ơn các anh đã quan tâm rất là nhiều. Không biết nói gì hơn là anh chưa cảm ơn tất cả các nhà ân nhân đã yêu thương đoàn trong thời gian qua. Cảm ơn Lộ Lộ nhiều nha. Dạ. Đây là hot boy của đàn Sài Gòn Tân Thờ nha các bạn. Cái gì Cường này, tên gì Cường? Hả? Michael Cường đúng không? Rất là siêng năng nha, dọn dẹp.